Mới đây, vụ việc cụ ông trong lúc đang đưa cháu đi dạo dưới khu vực sân chung của tòa nhà CT8C, đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bất ngờ bị ổ khóa rơi trúng đầu, khiến dân mạng vô cùng hoang mang. Ngày 2 tháng 7, hình ảnh cụ ông với khuôn mặt chảy nhiều máu, đau đớn đang được người dân sơ cứu cùng với hình ảnh một ổ khóa được cho là rơi từ trên cao xuống trúng cụ ông đã được chia sẻ trên một số trang mạng xã hội. Theo nhiều người cho rằng, vụ việc xảy ra là do ý thức của một cư dân nào đó sinh sống ở các tầng trên đã ném hoặc không may đánh rơi xuống trúng đầu nạn nhân. May mắn, cụ ông không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ. Theo một người dân chia sẻ, ở đây vẫn có vật rơi suốt, đây không phải là lần đầu. Cách đây khoảng một tháng còn rơi cả thanh sắt dài gần 2m từ trên cao xuống đất. Ai cũng hoảng sợ, nhưng vẫn phải ở chứ biết làm thế nào. Trước sự việc trên, cư dân tại đây cũng đã thông báo đến bảo vệ tòa nhà. Được biết, phía người nhà của ông cũng đã thông báo sự việc đến cơ quan chức năng để tìm ra người vô tình làm rơi hoặc cố ý ném ổ khóa từ trên cao xuống đất.